Hello bà con nha, sếp anh tối nay mới vừa bán được em qua G cho khách nè. Thì hai nhân viên em nó đang nhận tiền và thay biển số ha. Để làm khách rất là dễ thương, mua xe không có trả giá luôn. Đó thì em này qua G mình bán là 249 triệu ha. G ở bên mình còn hai ba dòng luôn, 208, 209, 210 nha. Anh em mua ủng hộ ha. Thì bên cạnh đó thì sếp em mới vừa nhập đội thêm em xe Matic nè. Em Matic này thì bên mình mới vừa mua luôn của anh khách ở Cần Thơ và bây giờ chạy về Bến Tre. Thì em xe này mình bán đời 24, bán 58 triệu. Mời mình sẽ lên sóng chi tiết. Rồi, chúc anh em ngủ ngon. Anh em nào có nhu cầu mua bán xe trao đổi cứ alo với số điện thoại em nha. Chào anh em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn nha.